Ở đây thầy có cái khối lượng của nguyên tử carbon, nguyên tử carbon. Nguyên tử carbon chỉ có khối lượng là 19,92 nhân 10 mũ trừ 24 gram. Mình lại thấy con số 10 mũ trừ 24 có nghĩa là 1 phần 10 mũ 24 gram. Mình biết 1 gram là rất là nhẹ rồi đúng không? Đối với mình, nếu như mà mình đo, mình đứng lên cái cân thì cái số cân của mình nó được thể hiện bằng đơn vị kg. Thì gram là rất là nhẹ rồi, nhưng mà đây là 10 mũ trừ 24 gram, cực thì bé luôn nha. Vậy thì đối đó là cái nguyên tử carbon, nguyên tử carbon. Vậy thì bạn thấy rằng là cái con số này rất là bé đúng không, con số này rất là bé, thành ra người ta lại đặt một cái đơn vị đo khối lượng nguyên tử khác, đó là đơn vị AMU. AMU viết tắt của chữ Atomic Mass Unit, tức là đơn vị khối lượng nguyên tử ha. Thì thực ra AMU nó chỉ là gì thôi, đơn vị đo khối lượng, nó giống như gram, giống như ký, nó giống như tấn, giống như tạ. Nhưng mà vì ở đây thằng này nó quá bé đi, nguyên tử nó quá bé quá nhẹ đi, nên người ta mới đặt thêm đơn vị này. Và người ta đặt là 1 AMU thì tương ứng với 1,66 nhân 10 mũ trừ 24 gram. Rồi, về khái niệm AMU thì chúng ta có thể xem trong sách giáo khoa ha. Nhưng mà để cho dễ hiểu thì 1 AMU sẽ tương ứng với 1,66 nhân 10 mũ trừ 24 gram. Cho nên là nếu như mà chúng ta tính cái khối lượng ha, chúng ta tính cái khối lượng của những cái hạt cấu tạo nên nguyên tử á, hồi nãy mình nhớ là nguyên tử là ba loại hạt đúng không? Mình nhớ có ba cái màu đúng không các bạn, đây nè ha. Đó, ở đây người ta cũng có mô tả giống như vậy, ba cái hạt. Thì ở bên trong này là cái cụm bên trong là thành phần hạt nhân, thì trong đó có proton và neutron. Những cái hạt bên ngoài, chạy bên ngoài tạo cái vỏ nguyên tử, đó là hạt hạt nó trong. Như vậy thì một proton sẽ có khối lượng gần bằng một neutron, và cái khối lượng nó gần bằng một AMU, được chưa? Như vậy thì bạn thấy rằng nó rất là đơn giản, ở một chỗ đó là một proton hay là một neutron thì khối lượng là một AMU, nghe nó rất là đơn giản luôn. Thay vì cái chuyện người ta lấy con số 10 mũ trừ bao nhiêu đó ra, nghe nó phức tạp khó hiểu lắm. Như thế này người ta đặt cái đơn vị mới nó dễ hiểu hơn ha. Và đối với electron thì electron lại có khối lượng cực kỳ bé so với proton với neutron. Thì ở đây bạn thấy một cái mô hình người ta mô tả ha, thực ra nó kích thước cũng không có phải là chính xác hoàn toàn, nhưng mà mình hiểu rằng là electron khối lượng rất bé so với proton ha. Cho nên là mình hồi nãy mình nói là nguyên tử có ba loại hạt, nhưng mà nói về khối lượng, vì electron khối lượng quá bé so với hai hạt kia, cho nên khối lượng nguyên tử đó chúng ta xem như là khối lượng của các hạt proton cộng các hạt neutron, hai đó cộng lại thôi.